Spider sắp gặp tôi nè. Đó, nhảy coi nè. Xin chào quý vị. Hôm nay Tâm xin được chia sẻ với quý vị về một chuyến đi off-road riding. Có nghĩa là mình lái xe đi ra những con đường đá sỏi xa ngoài thành phố, không phải là những con đường chính bằng đường nhựa nha. Thì cái video này Tâm quay vào khoảng đầu tháng 3, nên lúc đó trời còn se lạnh. Để cho xe bớt dòng khi mà mình đi trên con đường sỏi đó, thì bây giờ là ông xã của Tâm đang hướng dẫn cho cháu gái xì bớt cái hơi trong bánh xe ra. I want you to take this and I want you to push this in the air. Okay? Keep going. Yep, keep going. Tuy nhiên trước khi bắt đầu cuộc hành trình đi off-road thì Tâm xin mời quý vị chiêm ngưỡng một ít cảnh của tiểu bang Arizona. Ở Arizona thì nó được mệnh danh là một tiểu bang sa mạc của nước Mỹ, cho nên là ở đây có rất là nhiều đất hoang và có nhiều núi với lại những rừng cây xương rồng. Nó cũng thuộc là một cái tiểu bang nóng nhất nước Mỹ. Thì ở đây cũng có rất là nhiều cảnh đẹp mà từ từ Tâm có cơ hội đi đến, Tâm sẽ quay hình và ghi lại để giới thiệu đến quý vị. Khi mình đến địa điểm này thì phong cảnh cũng khá là hữu tình, cho nên là nhóm của Tâm quyết định dừng lại ở đây để mà mình có một cái buổi picnic nhỏ nhỏ với gia đình. What? What'd you call me? Emergency. Nothing. We have golden retriever, not huskies. Go on. No. I know. Expensive little coat. Hôm nay trời đẹp quá. Hôm nay trời rất là đẹp luôn. Mình ra đi chơi nè. Mình ra cái khu vực này chơi đó, nó rất là yên tĩnh luôn và khung cảnh nó rất là đẹp. Coi này, hôm nay trời không có nắng, hơi mù một tí xíu. Mình đậu xe ở chỗ này nè, bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi đây một tí, ăn uống. Hôm nay là gia đình Tâm đi chung với lại gia đình của người em họ của ông xã, là cô em gái á. Cổ cũng có con chó con, nên là Finder với lại chó của cổ sẽ thường hay chơi chung với nhau. Rồi ông xã với lại Finder chạy đi đâu mất tiêu rồi. Mà đi về hướng này nè. Ở đây. Đây.
Mấy đứa, con đi đâu vậy? Con đi đâu vậy hả? Con đi đâu vậy? Just be careful. Thank you for asking. That's so nice of you. No, we're not working tomorrow. Not working tomorrow? No. So lucky. We were supposed to see Grandpa this weekend, but... Groundhog. It's Groundhog Day. It's not. Một đoàn khác nữa nè. I'll go on Splash Mountain with you. We'll go as many times as you want. Where's Thor? Oh, there he is. Orlando is more fun than New York. Yay! By far. I think it's radiant. Okay. Mmm, that's good. Mmm, yum. Here. You want a Coke? No, I'm good. Thank you. Cold water? Yeah, sure. You want cold water? Yeah. Oh, good. Thank you. Hey, kitty. Sure. Oh, you want a cheeseburger, Thor? Where is he? Thor! He's over there. Oh, yeah, I heard a child died. Thor! Do you still want to go? No. Bye bye. Bây giờ mình bắt đầu cuộc hành trình đi off-road. Đi được một lúc thì gặp cô bé bán hàng ở bên đường. Cô bé rất là dễ thương. That's organic eggs. Wanna go say hi? Oh, dead. She's 2 years old. She's 2 years old. We can take her
Sure. Thank you. Tâm rất là bất ngờ khi gặp cô bé bán hàng ở bên đường. Cô cũng có một cô chó nhỏ nữa. Cô chó đó thì mới có 2 tuổi thôi, nhỏ hơn Fider một vài tháng. Những món hàng mà cô bé bán thì chỉ là nước chanh, trứng organic và những cái bánh cookie mà tự tay làm ở nhà. Tâm có mua nước chanh và vài miếng bánh để ủng hộ cho cô bé. Con đường này có tên là Castle Hot Springs. Ở trong đây có một khu nghỉ dưỡng cùng tên với lại con đường, khá là đắt. Giá của họ một đêm là $1,000. Cái giá này nó bao gồm luôn cả chi phí 3 bữa ăn được khách sạn phục vụ với những sản phẩm mà họ trồng ở trong khu nghỉ dưỡng này. Nơi đây cũng đã có những vị quý khách nổi tiếng của Hoa Kỳ đã lưu trú tại đây, như là Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt. Hello. Yeah, they're all over the place here. I think I should get out and pet it and see what happens. No, no, you get rabies. You get rabies? Donkeys don't get rabies. Monkeys don't get rabies. Here, watch this, watch this. What are you trying to do? No, don't give him food. No, no, that's it. Throw it. Hello. Hard. Is that boy or girl? Ignored it? Yeah. Like, don't bother me. Look. Why don't look? Hey, that's donkey. Fighter. Come here. Look. Okay, watch. What's he saying? No. Look at it. Hey, leave it. Leave it? He only eats grass. Okay, let's run until he hits it. Too long. We feed him. You're like this, you should go to Red Rocks near Las Vegas. It's a cow. Back up a little. Well, no, because then they can't see it. You go up, see it. Fighter, stay. Them. Not just two. Look, baby cows. Oh, wow. Baby cows. Where? Baby ones. Right here. Yeah, they're wild. They're not marked. They don't have markings on their body. They're body ball. Yep. Body ball. Sticks. What? No. Oh wow, water. Water. A lake. A duck. Thank you.
đất rồi. Thì ra tới đây á, nãy giờ Tâm buồn ngủ á, ngủ trong xe nên quên quay khúc cuối. Mình ra tới đây thì mình gặp những chiếc xe này, người ta ở đây nè, mobile home, người ta cắm trại ở đây, người ta ở trong xe đó, nhưng mà người ta có thể ngủ ở đây qua đêm luôn nè. Còn bây giờ thì mình phải bơm cái bánh xe trở lại để mà đi bơm. Bây giờ mình phải bơm cái bánh xe trở lại. Bên này có một con chó nè, hàng gì. Giờ mình phải bơm xe lại. Except this one, you don't have a leg. Bên này có người ta cưỡi ngựa nè. Lái xe qua mấy chỗ nước nè, coi nó văng xình lên nè. Bây giờ là đi về là phải đi rửa xe.